Hello, xin chào mấy bạn. Thì hôm nay tôi sẽ làm một cái nước uống là tắc tắc muối đường nha các bạn. Thì đây tôi đã mua được 1 ký tắc rồi nè. Giờ tôi sẽ rửa rửa là sạch nó. Tôi sẽ làm món tắc muối đường. Thì tôi đã rửa xong rồi các bạn. Đây tôi đã chuẩn bị một cái hũ. Giờ tôi sẽ lựa ra mấy trái nào chín chín, chứ đầy một hũ thôi. Hũ các bạn còn nhiều thì tôi để lại tôi dắt nước. Thì tôi lựa ra tôi đi luộc. Thịt nó chín chín. Thì mình đã lựa xong đầy cái hũ rồi nè bạn, giờ mình vô mình luộc nha. Giờ mình vô mình luộc. Để nước sôi lên thì mình luộc, nhưng mà tôi bắt nước lên giò để cho nước. Thì tôi bắt là tôi đổ vô tôi luộc. Bạn nhớ cầm đậy hũ mình thôi nha, nó nhiều hơn đó là luộc luộc sơ. Rồi tôi sẽ vớt cái hũ. Thì đây mình đã luộc xong mấy cái tắc nè bạn, luộc sơ thôi nha. Giờ mình vớt cái gỗ rồi nè, giờ mình để vô cái hũ. Mà trước khi mình để vô cái hũ mình lấy cái dao là mình đâm. Nè bạn, đâm. Đâm nha. Mình đâm 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 vô cho nó lủng cái tắc nha bạn. Cho mới thấm vô cái tắc nó được. Còn không đâm lủng nó không có thấm vô đâu. À, dùng lấy cái tâm cũng được, còn mình không có tâm thì mình lấy dao, dao nhỏ có mũi nhọn nè, đâm 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 vô nè. Rồi mình đâm cho nó xong hết này nha bạn, rồi mình sẽ làm tiếp tục nữa. Thì sau khi khoảng mất 15 phút thì mình đã đâm xong cái hộp của nè, xong mấy cái tác này nè. Thì bây giờ còn một mớ trái kia nữa, thì mình sẽ cắt ra mà lấy nước nha bạn. Mình sẽ cắt phần nửa cái này mình lấy nước. Rồi giờ mình sẽ cắt cái này ra tô. Mình cắt ra mình lấy nước mình nặng vô tô nha. À, thì mình nặng vô. Rồi giờ thì mình đã cắt 3 cái tắc, mình đã nặn nước ra rồi. Giờ mình đã chuẩn bị đường, viên muối và nặn nước các bạn, cho nó vừa cái hũ nha, để hồi nó dư á. Giờ mình để đường vô. Để đường vô. Cái này mình cần đường nhiều nha các bạn. Mình đường vô. Mình đánh lên cho nó tan đường. Thì một chén đường nha các bạn, mình sẽ cho tí muối vô. Đây thêm tí muối vô. Cho nó dằn lên cái đường ngọt ha bạn. Đó, thêm miếng muối vô. Rồi quậy lên. Cho nó tan đường. Đó, quậy lên cái hũ của mình đây. Quậy lên cho nó tan nha mấy bạn. Giờ mình vớt miếng cho mình. Vớt mấy cái hộp quá nè, chưa hết nè, giờ mình vớt cái này coi. Còn hộp coi luôn. Sao hồi vậy thì nó tan nha bạn, còn ít. Nhìn này coi nó đủ ngọt chưa nha. Rồi giờ mình múc. Múc mình cho vô hũ. Wow, giờ đủ luôn. Nhầm kè kè nó xuống. Này thiếu một tí chứ không vừa đủ, nhưng không sao. Rồi giờ mình đẩy cái kèo này lại. Thì giờ đã xong rồi nè bạn, giờ mình chỉ ra phơi nắng. Bạn phơi khoảng 2-3 nắng đó là mình đem vô mình để tủ lạnh mình uống dần là được nha. Rồi video mình cái đây kết thúc. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình.
hẹn các bạn trong video sau nha. Giờ mình đi ăn cơm thôi.